Thật là tuyệt. Khi mà một vết thương nặng như vậy có thể được chữa bằng nước Kangen. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày thêm về tác dụng đáng ngạc nhiên của loại nước kỳ diệu này. Chúng tôi có thể chứng minh rằng nó có thể chữa khỏi chứng viêm da cơ địa được viết tắt là atopic dermatitis, thường gây ra bệnh chàm ở trẻ em. Đây là bản báo cáo đặc biệt của chúng tôi. Chứng bệnh viêm da cơ địa thường có triệu chứng ngứa ngáy dữ dội đi kèm. Chúng ta vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh. Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng chứng bệnh gần như nan y này có thể chữa được nhờ vào một loại nước đặc biệt này. Và chúng tôi đã theo dõi tình hình của những bệnh nhân viêm da cơ địa được chữa bệnh bằng loại nước này trong 6 tháng. Chứng viêm da cơ địa gây đau đớn, khiến cho trẻ em khóc cả đêm vì ngứa ngáy kinh khủng. Trẻ em gãi nhiều đến mức đôi khi trẻ thức dậy trên tấm trải giường dây đầy máu. Con trai của tôi hay bị ngứa vào giữa đêm và khóc, rồi cào cấu cả người nó rất mạnh. Chuyện này đêm nào cũng thường xảy ra. Chúng tôi cũng gần như không ngủ được. Vì vậy lúc nào chúng tôi cũng thiếu ngủ. Để ngăn ngừa viêm nhiễm nặng, các bác sĩ sử dụng hormone tuyến thượng thận hoặc steroid. Thậm chí, nếu bệnh nhân hồi phục một phần, những triệu chứng trên lặp đi lặp lại và sử dụng lượng lớn steroid lâu dài có thể gây suy giảm hệ thống miễn dịch, giảm hoạt động của tuyến thượng thận, cườm mắt và các tác dụng phụ khác. Gần đây, những phụ huynh lo lắng cho con em mình đã dần tránh xa steroid. Hiện nay, phương pháp chữa trị bằng loại nước mới này đã bước vào tâm điểm đối với những bệnh nhân đến khám ở bệnh viện Akashi. Cách ga tàu tốc hành Nishi Akashi chỉ trong vòng 5 phút đi xe hơi. Gần đây, nhiều bệnh nhân tránh xa phương pháp chữa bằng steroid. Họ đi đến nhiều bệnh viện khác nhau trước khi cuối cùng khám ở đây. Hai chị em song sinh Saki và Yu Matsubara đến khám bác sĩ ở Shinkai tại bệnh viện Akashi. Bố mẹ của hai cháu không muốn chữa trị cho chúng bằng liệu pháp steroid. Cơ thể của hai cháu bị đỏ và nổi đầy ban. Được rồi, cháu muốn chữa trị phần nào nữa? Tay cháu nhé. Đối với chứng ngứa và sưng viêm, loại nước axit mạnh có độ pH 2.6 này, loại được đặc chế dành cho y tế, được bôi lên da, chữa viêm da cơ địa trong cơ thể. Bệnh nhân uống nước kiềm. Cả hai loại nước này đều được tạo bằng các điện cực. Bạn có thể tạo ra loại nước này từ một máy điện phân nước dùng trong gia đình. Mặc dù tôi không ép buộc bệnh nhân uống nhiều hơn khả năng của họ, chỉ đơn giản bằng cách uống nước kiềm điện phân mỗi ngày, làn da sẽ trở nên sạch sẽ sau khoảng 3 đến 4 tháng. Có một vấn đề không tránh khỏi khi chữa bằng nước này. Khi bệnh nhân ngưng sử dụng steroid, họ phải chịu các triệu chứng do ngưng thuốc và bệnh có thể nặng hơn trong một thời gian. Ông Tomita ở Kyoto được bác sĩ giải thích chi tiết về các triệu chứng ngưng dừng thuốc, nên ông có thể yên tâm với việc chữa trị cho con trai một tuổi của mình mà không phải chần chừ. Hãy quan sát vùng da quanh miệng của bé Ryuki. Da của bé từng nằm trong tình trạng xấu như thế này. Nhưng hiện tại chỉ sau 5 tháng chữa bằng nước, da của bé đã sạch sẽ như thế này. Không còn dấu hiệu của bệnh viêm gan cơ địa trên khuỷu tay hoặc sau đầu gối. Bé đã nhận lại làn da sạch sẽ mịn màng của trẻ sơ sinh. Tình hình khá tệ khi chúng tôi bắt đầu chữa cho cháu bằng nước. Người của cháu đầy máu, nhưng máu ngừng chảy khi chúng tôi lau người cho cháu bằng khăn giấy thấm nước mà bác sĩ Akashi đưa cho. Tôi thấy ngạc nhiên khi nhờ loại nước này mà cháu khỏi đến mức này. Bệnh viện Akashi đang gửi cho bệnh nhân nước kiềm điện phân và nước axit mạnh có tính phí. Sau 11 tháng chữa trị bằng nước, cháu Ryuki đã khỏe mạnh mà không có dấu hiệu tái mắc bệnh. Cháu hiện đủ khỏe mạnh để ăn trứng, món mà trước đây cháu không được ăn vì trứng được xác định là một trong các tác nhân gây dị ứng. Ryuki bây giờ khá háu ăn. Cháu ăn nhiều hơn cả người lớn. Cháu bây giờ rất hiếu động và biểu hiện nét mặt được nhiều hơn.
Đã 4 tháng từ khi Saki và Yu chuyển từ steroid sang dùng nước, vết đỏ đã giảm dần đi và triệu chứng đang cải thiện. Hai cháu chỉ bị ngứa nhẹ. Mẹ của hai cháu mua thiết bị này ngay khi nó được tung ra thị trường. Loại máy này tạo ra loại nước axit tẩy trùng mạnh, hệt như loại nước do thiết bị lớn hơn dành cho y tế tạo ra. Bà thấy sử dụng loại nước này để trị chứng viêm da cơ địa cải thiện bệnh đến mức nào? Kể từ tháng 8, tôi đã chứng kiến khoảng 2.000 bệnh nhân mới. Và tôi nghĩ rằng chỉ trong khoảng 4 tháng, từ 80% đến 90% trong số họ sẽ được chữa. Và nếu tính cả những người điều trị lâu hơn, gần như mọi người đều được chữa khỏi. Người ta cũng thực hiện nhiều thí nghiệm nhằm chứng minh rằng nước kiềm điện phân cũng hiệu quả trong việc chữa phát ban. Trong các thí nghiệm này, chất DNFP, gọi là hợp chất benzin gây phát ban, được cho lên tay phải của hai con chuột để theo dõi bất kỳ khác biệt nào giữa hai loại hình điều trị. Như các bạn thấy đấy, vết ban trên tay phải chuột uống nước kiềm đã khá hơn rõ rệt so với chuột chỉ cho uống nước máy thông thường. Đã 7 tháng từ khi Saki và Yu bắt đầu được chữa bằng nước, dần da của hai cháu sạch hơn. Tình trạng của hai cháu gái này từng rất xấu, vệt đỏ và ngứa ngáy rất nghiêm trọng. Mọi người đều có thể thấy rõ là trường hợp của hai cháu khá nặng. Mặc dù vậy, bây giờ da của các cháu là sạch sẽ như thế này. Cuối cùng, trong tuần gần đây nhất, hai cháu thôi không tỉnh dậy vào nửa đêm. Lần đầu tiên, kể từ khi hai chị em ra đời, nhà Matsubara mới đón năm mới mà không có tiếng khóc về đêm. Kể từ đây, các cháu sẽ có những bức ảnh chụp với làn da sạch sẽ. Như các bạn thấy đấy, nước axit mạnh không có tác dụng tức thời đối với chứng viêm da cơ địa. Họ cho biết bạn phải chờ khoảng 6 tháng trước khi bạn có thể thấy sự thay đổi. Có thể phải mất thời gian trước khi bạn nhận thấy sự thay đổi. Nhưng trong suốt thời gian đó, thứ bạn uống là nước, nên không có tác dụng phụ nào cả. Vâng, và nếu bạn chữa bằng steroid trước khi dùng nước, họ cho biết phải mất thêm 3 tháng nữa. Liệu pháp chữa bằng nước này cũng hiệu quả với viêm da cơ địa ở người lớn.